Xin chào các bạn độc giả thân thương của báo Tiếp Thị và Gia Đình. Đối với Khánh, tình yêu đó là xuất phát từ trái tim đến trái tim. Tình yêu thì có rất là nhiều nghĩa, nhưng mà tình yêu thì bên cạnh đó nó còn có một chữ duyên nợ nữa. Mỗi người đàn ông lý tưởng của Khánh đó chính là một người đàn ông thành công, một người đàn ông không cần phải đẹp trai lắm nhưng mà rất là giỏi và biết thương yêu vợ và biết chăm sóc cho con cái. Sắp tới thì Khánh sẽ tham gia một bộ phim, đó là Không Một Ai của đạo diễn Mỹ Hà, phim do TFS sản xuất. Bên cạnh đó thì Khánh tham gia một số chương trình cũng như là học thêm các chương trình Anh Văn sắp tới.